Ok, xin chào các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ đến với lại trải bài, đó là tình cảm và cảm xúc của người yêu bạn dành cho bạn ngay lúc này. Rồi, bây giờ mình sẽ có 3 tụ bài. Tụ thứ nhất đó là cái hoa này. Tụ thứ hai là cái hoa này. Tụ thứ ba là cái hoa này. Bạn có thể bấm đứng màn hình lại xong rồi chọn cho mình ha. Xong sau đó thì mình sẽ đến với cái tụ bài số 1 nha. Rồi, mình đến với tụ bài số 1. Đầu tiên, thông điệp của những loài hoa thì mình thấy là tình yêu giống như là một nhà ảo thuật. Nó sẽ kéo bạn ra khỏi chiếc mũ của chính bản thân mình. Đó là một cái sự xuất đầu lộ diện. Nếu như thật sự có cái tình yêu thật sự trong đó thì ai cũng sẽ rất là muốn yêu ha. Rồi, ở đây thì có một cái năng lượng, cái cảm xúc lãng mạn nằm ở trong cái câu chuyện tình cảm này. Rồi, để mình xem coi là cái tình yêu và suy nghĩ của cái người đó dành cho bạn ngay lúc này. Mình nghĩ là cái người này họ muốn gặp bạn, cái người này họ muốn kết nối với bạn, nhưng mà họ còn đang phân vân, có nghĩa là họ nhớ bạn. Tình cảm này thì mình thấy là yêu nè ha, yêu và những cái đam mê, những cái kết nối về mặt cảm xúc rất là mạnh mẽ đó. Và mình nghĩ là cái người này nhớ bạn, cái cảm xúc lãng mạn trong cái mối quan hệ này, cái cảm xúc muốn kết nối trong cái mối quan hệ này rất là nhiều luôn ha. Và mình nghĩ rằng là bạn với cái người này đang đối diện với ở một cái giai đoạn khó khăn, thì mình cũng cảm thấy được là năng lượng của nữ, năng lượng nữ cũng là cái tình yêu dành cho cái bạn nam nha. Và ngược lại, cái tình yêu mà bạn nam dành cho bạn nữ thì mình cũng cảm thấy là bạn nam cũng còn hơi phân vân, kiểu giống như là bạn nam có thể đang có những cái năng lượng mà kết nối với ai đó ha. Ví dụ như là nếu bạn không phải cung kim ngưu ma kết xử nữ đó, thì có thể rằng là người nam của bạn đang kết nối với ai đó, và người nam của bạn thì cũng đang giống như là rất là mong muốn hoặc là mong nhớ gặp bạn. Thì trong này có một cái kết nối cam kết trong này nữa. Còn nếu như bạn nam đang xem thì các bạn nữ, người yêu của bạn nam đang nhớ về bạn nam rất là nhiều, bằng chứng đó là một cái tình yêu rất là lãng mạn đó, và cái cảm xúc tình yêu nó rất là mạnh mẽ. Nhưng mà bạn nữ, năng lượng nữ ở đây á, thì hơi kiểu là trong cái tình yêu này họ mong muốn một cái sự sắp đặt, một cái nền tảng, một cái hy vọng, một cái mong chờ vào tương lai rất là nhiều, và họ cảm thấy thất vọng về những điều hiện tại đó. Còn tình cảm cả hai bạn dành cho nhau thì mình cảm thấy nó rất là nhiều love, cả hai người luôn đều dành cho nhau rất là nhiều cái tình yêu. Và có thể là bạn với cái người này đang trong cái giai đoạn im lặng, và đang trong cái giai đoạn là khóc cho cái cuộc tình này, buồn cho cái cuộc tình này. Muốn một lần thử thách một trong cái tình yêu này, kiểu giống như là muốn đánh một cái ván bài định mệnh, một cái đánh và một ván bài sinh tử trong cái tình cảm này. Đặc biệt mình cảm nhận trong tình cảm này nó rất là lãng mạn, nó rất là yêu thương. Mà bạn với cái người này á, là tình yêu rất nhiều, đong đầy, nhưng mà im lặng, không nói với nhau, kiểu giống như là đóng băng cái tình cảm này, và cả hai người đang rất là buồn và đau khổ. Trong đây có nữ cung kim ngưu ma kết xử nữ, thiên bình bảo bình song tử ha. Nam thì có thể là cung sư tử, nhưng cũng có thể là bất cứ cung nào. Và cái năng lượng này thì mình thấy rằng là hai người còn yêu nhau rất 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 nhiều luôn, và nghĩ về nhau rất rất là nhiều luôn. Nhưng mà ở trong giai đoạn mà chưa có quyết định được, hoặc là chưa có một cái đường hướng rõ ràng để xây dựng tương lai hoặc nền tảng, thì đôi lúc nó sẽ là một cái sự gọi là một cái giai đoạn mà nó rất là dễ dẫn đến mâu thuẫn và đổ vỡ, hoặc là tranh cãi, hoặc là kiểu giống như là cái tình yêu thì có nhưng mà cái nền tảng thì chưa đủ, và cái sự gọi là giống như là một cái tình yêu tuyệt vời hoặc là to lớn hoặc là vĩ đại như vậy không chấp nhận núp bóng dưới bất cứ một cái điều gì cả đó. Thì mình cảm thấy như vậy, cho nên là đôi khi cái tình yêu này nó không có được như là cả hai người mong muốn, không có được những cái vấn đề được hài lòng, cho nên là dẫn đến việc đó là mình yêu nhưng mình không muốn tin tưởng đối phương nữa, mình yêu nhưng mà mình cảm thấy rất là khó chịu, rất là áp lực, rất là nặng nề đó. Và mình có thể rằng là rất là muốn gặp nhau, nhưng mà mỗi người đều ôm giữ lấy cho riêng bản thân mình những cái nỗi đau, những cái nỗi buồn, những cái khó chịu. Thì ở đây là khuyên cho bạn là đây là thời gian để bạn healing, để bạn chữa lành ha.
Và cái sự thức tỉnh trong cái câu chuyện này, mình nghĩ là giai đoạn này nó cũng đang tới, nó cũng khiến cho mọi thứ nó xáo trộn, nó xáo xào, để bạn mà có thể phải sắp xếp lại cái cuộc sống của bạn nữa. Đó, và đây là thông điệp chung nha. Không, lãng mạn nè, mình nghĩ là bạn nên lắng nghe trực giác của bạn nhiều hơn, bởi vì bạn cảm nhận được, bạn biết được cái này là có tình yêu. Cảm nhận được của bạn, những cái trực giác của bạn đang mách bảo bạn rất là chính xác ha. Và mình nghĩ là cái câu chuyện tình cảm này, nếu như nó trở thành ghen tuông thì coi như nó cũng sẽ có thể đi đến một cái giai đoạn là không kiểm soát được cái sự ghen tuông đó. Hoặc là nếu mà nó là một cái tình yêu quá là mạnh mẽ thì cũng đã đến cái giai đoạn mà cái tình yêu này không có kiểm soát được nữa. Đến lúc mình bị mất đi cái sự kiểm soát, hoặc là mình bị quyến rũ vào trong cái tình cảm này ha. Ok, và đó là cái thông điệp của cái trải bài số 1 nha bạn nha. Các bạn nhớ đón nhận cởi mở, xem trải bài riêng thì inbox Facebook cho mình. Hiện tại thì còn một quyển sách chiêm tinh cơ bản đang được giảm giá so với giá bìa. Bạn nào có cần thì inbox giùm cho mình nha. Còn một quyển, cảm ơn các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trải bài sau. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 2 ha. Sáu phút 40 cho cái tụ bài số 2 nha. Trí tuệ là cái trừu tượng của quá khứ, nhưng vẻ đẹp là lời hứa của tương lai. Ở đây thì nói về những cái hạnh phúc, những cái sự gọi là kiến tạo một cái cuộc sống mà nó trí tuệ và nó bỏ qua những rất nhiều vấn đề trong quá khứ đi ha. Mình phải bỏ qua những cái vấn đề trong quá khứ thì cái cuộc sống của mình nó mới có sự khởi đầu mới. Bởi vì trí tuệ là sự trừu tượng của quá khứ. Khi bạn ở trong quá khứ, bạn trong những cái vấn đề đó, bạn không thể nào minh mẫn được, đúng không? Nhưng khi mà bạn đã vượt qua điều đó, bạn nhìn lại thì cái trí tuệ của bạn nó mới sáng lên, thì bạn mới nhận ra được, và bạn mới cảm thấy là trong quá khứ của bạn, bạn có những cái vấn đề gì ABCD, bạn nhận ra được điều đó. Đó, và chính từ đó bạn mới kiến tạo nên những cái nét đẹp. Và nét đẹp đó, những cái điều đẹp đẽ đó là lời hứa của tương lai. Đây, forgiveness là sự tha thứ nè, bạn thấy không? Thành công đến với bạn nè, và bạn phải cố gắng chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn nữa. Ở trong đây thì nó có một cái thông điệp, đó là bạn xứng đáng được yêu thương, và bạn có một cái sự khởi đầu mới đang đến với bạn. Đó, và mình cảm giác thấy là cái năng lượng này, cái tình cảm mà cái người yêu của bạn dành cho bạn, người yêu của bạn, nếu bạn là nữ xem trải bài này thì cái người nam của bạn họ có hơi kiểu là với bạn ở trong hiện tại hơi có những vấn đề mà nó không có được đồng thuận mấy trong cái suy nghĩ, trong cái lòng, hoặc là rất là dễ nảy sinh sự cãi nhau, cho nên bạn sẽ phải kiềm chế. Tuy nhiên là cái người này thì yêu bạn, tình cảm và cảm xúc hiện tại là họ yêu bạn ha, họ yêu bạn. Và mình thấy rằng là cái năng lượng này thì cái tình cảm mà họ dành cho bạn thì mình nghĩ là yêu. Và nó có hơi kiểu là bị phụ thuộc cảm xúc trong này. Thì cái sự phụ thuộc cảm xúc đó mình cảm thấy là nó đến từ bạn nhiều hơn là cái người nam này ha. Bạn thì nhớ người này, bạn sẵn sàng cho cái mối quan hệ này rất nhiều. Bạn có những cái nỗi sợ trong đây, bạn có những cái sự nói chung trong này có năng lượng của cung cự giải nè, cung sử nữ nè, cung song tử nè, cung Bạch Dương Nhân Mã sư tử, cung Kim Ngưu Ma Kết sư nữ, mà có thể là bất kỳ cái cung nào để trải bài chung. Đó, thì mình thấy là năng lượng của đối phương bạn á thì rất là yêu bạn. Nhưng mà cái người này thì họ ở trong một cái giai đoạn mà mình nghĩ là họ im hơi lặng tiếng nhiều hơn là cái sự thể hiện. Thì trong lòng họ vẫn đặt cái tình yêu của bạn. Đó, nhưng mà họ cần một cái không gian riêng, hoặc là họ cũng cần một cái sự tĩnh lặng, một cái sự im lặng, một cái ánh sáng cho riêng bản thân mình. Còn bản thân của bạn á thì nhớ người này và có những cái nỗi sợ phụ thuộc cảm xúc vào cái người này, rất là trông chờ người này,
Đó, nói chung là bạn 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 mang cái tình yêu lãng mạn trong trong lòng rất là nhiều, hoặc là rất là nhớ cái người này đó, nhưng mà bạn vẫn có sự ổn định trong cái cuộc sống của mình, bạn vẫn có gia đình ha. Thì trong cái câu chuyện này, nếu như bạn với cái người này là gia đình với nhau, thì mình nghĩ rằng là cái tình yêu này nó sẽ khiến cho cái sự hòa hợp phối hợp trở lại trong gia đình của hai người được rất là tuyệt vời ha. Còn nếu như mà bạn với cái người này mà không phải là gia đình của nhau đó, thì mình thấy rằng là cái sự im lặng của người đó, hoặc thậm chí là cái nỗi sợ trong lòng của bạn, thì sắp tới nó vẫn sẽ là sự kết nối tốt, nó vẫn sẽ là một cái giai đoạn mà mình nghĩ là nó có một cái sự thức tỉnh nữa, thức tỉnh trong cái câu chuyện tình cảm này đó. Và mình cảm thấy rằng là nếu bạn phụ thuộc cảm xúc, bạn bị kéo xuống trì trệ bởi những cái tình cảm, những cái cảm xúc mà những nỗi sợ nào, thì bạn nên giải phóng nó ha. Nếu mà nói về tình cảm và suy nghĩ của người nam này dành cho bạn á, thì mình cảm thấy là họ vẫn yêu bạn nè, họ vẫn nhớ bạn nè, đó, họ vẫn ghen ghen tuông vì bạn nè đó. Và họ tình cảm của họ với bạn á, là nó hơi karmic một chút xíu, nó hơi có những cái nghiệp quả một chút xíu, cho nên là nó hay trong giai đoạn này nó rất là dễ dằn vặt nhau đó. Thì mình á, thì thật ra mình cảm thấy là bạn vẫn có sự tự tin riêng, có những cái nền tảng riêng rất là tốt, chứ không có một cái gì gọi là quá là phụ thuộc cảm xúc để mà người kia thấy. Tuy nhiên là mình vẫn nói là trong lòng của bạn vẫn có những nỗi buồn sâu thẳm khi tương tác trong mối quan hệ này, đó là như vậy ha. Và mình thấy là cũng có một cái năng lượng khởi đầu mới dành cho bạn rồi, giống như là có thể sẽ có một cái người mới hoặc ai đó đến với bạn. Nhưng mà với cái năng lượng này thì trong cái trải bài này thì nó không không có quá là rõ, bởi vì đây là cái trải bài liên quan về tình cảm và cảm xúc của cái người đó dành cho bạn. Thì mình cảm giác thấy là cái năng lượng của bạn với cái người này là nếu mà đi về sếp thì sẽ rất là hòa hợp và rất là gọi là rất là đam mê, rất là cuốn hút hai bạn ha. Nhưng mà đi về một cái năng lượng là ghen tuông thì nó lại cũng rất rất là ghen tuông đó, và nó cũng gọi là khiến cho cả hai người bị cuốn vào trong những cái nghiệp quả trong cái câu chuyện tình cảm này rất là nhiều. Và đã đến lúc bạn sẽ phải thức tỉnh, bạn sẽ phải chọn cái con đường bạn đi, bạn sẽ phải chọn đến với lại người nào, đến với một người mà có thể là gia đình của bạn, có thể là mang cho bạn sự ổn định, sự thực tiễn, hay là bạn đến với cái tình yêu của bạn. Thì tại vì trong này, đây là trải bài chung mà, nó có những cái nguồn năng lượng như vậy, nên mình sẽ nói dành cho rất là nhiều bạn trong đây nữa ha. Đó. Thì cái câu chuyện tình cảm này, mình thấy yêu thì có yêu, nhưng mà ở đây nó sẽ là có qua có lại một cái cách cân bằng trong cái cuộc sống. Và nếu như nó thiên về sếp thì cũng vậy luôn, cả hai người đều có những cái sự trao cho nhau một cái điều gì đó, trao qua trao lại một cái cách rất là sòng phẳng và công bằng đó. Tuy nhiên là cái sự ghen tuông trong mối quan hệ này, cũng như là cái người đó với bạn, rất là dễ gây ra, hoặc là cãi vã nhau, rất là dễ cãi vã nhau, hoặc là gây ra cái sự ghen tuông, đó là như vậy đó. Và mình thấy là ở đây á, nếu như mà bạn nào mà ở trong một cái vùng kín, im hơi lặng tiếng trong một mối quan hệ với người yêu của bạn, thì xem chừng có người khác đang biết về vấn đề đó nha bạn nha. Thí dụ như mình nói là nếu bạn đã có chồng thì coi chừng chồng bạn biết về điều đó nha. Nếu như mà bạn có người yêu rồi mà bạn lại đi quen một người khác, thì coi chừng cái người yêu chính đó của bạn biết. Nhưng mà mình nghĩ là có ai đó, một cái người mà cũng trong cái liên kết tình cảm đã biết về cái câu chuyện ha của bạn với cái người đó ha. Thì ở đây thì năng lượng này là cái mối quan hệ này mình nghĩ là nó cũng đang đến một cái giai đoạn của sự thức tỉnh đó bạn. Thì mình không nói rằng là sẽ chia tay hay gì cả, tuy nhiên là nó đã đến một cái giai đoạn thức tỉnh, thì nó cũng là việc là những cái nghiệp quả chúng ta đã trả bớt cho nhau, thì nó cũng sẽ là cái sự mạnh mẽ nắm nắm cái vận mệnh của mình vào trong cái bàn tay của mình ha. Ok, mình sẽ kết thúc cái trải bài này ở đây ha. Các bạn xem trải bài riêng inbox Facebook cho mình nha. Hiện tại thì còn một quyển sách chiêm tinh học cơ bản, bạn nào cần thì có giảm giá nha. Inbox Facebook dùm cho mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều, nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 3 nha. 14 phút 44. Với cái tụ bài số 3 này á,
thì đó là có cái thông điệp. Phút 15 đi. Rồi, nó có cái thông điệp về những loại hoa trước bạn ha. Thì ở đây đó là người khôn ngoan có phẩm giá mà không kiêu ngạo, kẻ ngu ngốc có lòng kiêu hãnh mà không có phẩm giá. Tình yêu ngay lần đầu tiên, khi nhìn thấy bạn tôi đã yêu và bạn mỉm cười vì bạn biết điều đó. Ở trong đây có một năng lượng, một cái tình yêu sét đánh hoặc là một cái tình yêu yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên ha. Một khi mà bạn đã yêu thì mình nghĩ là cái nụ cười của bạn, cái nụ cười của cái người mà bạn yêu hoặc là bạn trao cho người đó nụ cười, thì mình nghĩ rằng là cái cảm nhận đó, cái cảm xúc đó có thể là sẽ nhận ra được nhau á ha. Thì mình nghĩ là cái tình yêu nó là một cái gì đó thuộc về tâm hồn, những cái tâm hồn họ nhận ra nhau, những cái tâm hồn họ cảm nhận được nhau. Và ở đây thì mình cảm thấy là nếu như mà ai đó yêu bạn thì họ yêu bạn là bởi vì cái tâm hồn của họ yêu cái tâm hồn của bạn, chứ không phải là họ yêu bạn bởi vì, nếu như bởi vì bất cứ điều gì, ví dụ như là cưới bạn thì sẽ có được một cuộc sống này nọ kia, hoặc là vì bất cứ một cái giá trị nào trong cuộc sống, thì không phải là tình yêu thật sự. Có nghĩa là ví dụ như cái người đó họ cưới bạn là bởi vì gia đình của bạn ổn định, hoặc là sau này bạn sẽ nuôi con tốt hay như thế nào, thì mình nghĩ là ở trong đó một phần nó thiếu đi cái sự lãng mạn trong tình yêu. Bởi vì cái tình yêu thật sự thì nó chỉ là đơn thuần là tình yêu thôi, và người ta sẽ yêu nhau vì cái tâm hồn của nhau. Rồi, quá dông dài rồi, bây giờ mình sẽ đi vào cái năng lượng của cái câu chuyện này. Đầu tiên là người đó, tình cảm và tình yêu và cảm xúc người đó dành cho bạn như bây giờ là như thế nào. Đó là một sự mắc kẹt, đó là một sự buồn bã, đó là một sự ghen tuông, đó là một sự bùng nổ, đó là một sự thức tỉnh. Đó là một cái gì đó về trong bản thân của người này đang bị mắc kẹt, đang bế tắc ha. Và những cái cảm xúc nó đang dâng lên rất là cao. Trong đây thì có một cái năng lượng về việc đó là sự lừa dối hoặc là ẩn đằng sau đó, một cái sự né tránh, một cái cảm xúc mà mình thấy rằng nó hơi bùng nổ, nó hơi kiểu giống như là ghen tuông quá mức, hoặc là nói như vậy có nghĩa là hai người á có vấn đề thì mới khiến cho người kia ghen tuông quá mức. Thì trong này là có vấn đề, chứ không phải là ghen vu vơ, ghen bâng quơ, mà là có thể là cảm nhận được một cái điều gì đó trong cái câu chuyện này nên là đã ghen. Nói chung là mình thấy là như vậy. Và cái câu chuyện này là khả năng rất là cao, đó là bạn với người này sẽ chia tay hoặc là đã chia tay, nhưng mà nó sẽ mắc kẹt giữa hai người, giữa một cái mối quan hệ ba người, nhưng mà đó là một cái sự mắc kẹt. Và mình thấy rằng là bạn nên thả lỏng và bạn nên thoát khỏi những cái sự kiểm soát nào đó của cảm xúc khiến bạn trì trệ, khiến bạn cứ ngồi ở đó. Bạn cần healing, bạn cần bước ra khỏi những cái cảm xúc đó. Bạn cần thức tỉnh bản thân mình, bước ra khỏi những cái cảm xúc đó. Đó, các bạn nữ mà xem trải bài này á, thì bạn nam của mình á, là nghĩ về bạn, âm thầm nghĩ về bạn, nhưng mà cảm giác là cái người nam này họ đang có xu hướng là mắc kẹt trong mối quan hệ này, nhưng mà vẫn rời xa chứ không có comeback trở lại. Thì chắc chắn là tình yêu thì chắc chắn là không thể nào mà thiếu đi cái tình yêu được, nhưng mà cái tình yêu này thì nó hơi kiểu là tiêu cực một chút xíu, và nó hơi kiểu là nó có cái sự move on về phía trước đó. Còn nếu như mà bạn nam xem trải bài này thì năng lượng nữ của người yêu của bạn á, các bạn nữ người yêu của bạn thì đang rất là tiêu cực, đang rất là bị trói buộc bởi những cái suy nghĩ và không bước qua được những cái suy nghĩ đó, không bước qua được những cái cảm xúc đó, đang bị kẹt trong những cái suy nghĩ và cảm xúc đó, và đang bị chững lại, đang bị đánh giá lại cái mối quan hệ này, và đang có thể rằng là chọn cái công việc để mà quên đi bớt những cái điều trong cái cuộc sống này. Thì với cái năng lượng này thì mình thấy là cả hai người có thể sẽ có một cái cuộc gọi điện thoại với nhau đó, hoặc là một vài cái message, một vài cái tin nhắn với nhau đó. Thì trong đây có cái cảm xúc đó là sợ bị bỏ rơi rất là nhiều ha, sợ bị bỏ rơi và rất là bị giống như là phụ thuộc cái tình cảm như trong đây đó. Thì mình thấy rằng là nếu như bạn đã qua cái chặng này rồi thì bạn nên giải phóng để người mới tới nha. Nói thật sự là bạn nên giải phóng để người mới tới.
Chứ trong cái giai đoạn này thì mọi thứ á, nó khá là tiêu cực. Nhưng mà mình kỳ vọng rằng là khi mà bạn coi trải bài này thì mọi thứ này nó đã qua một phần rồi. Thì mình cảm thấy là như vậy. Đó, mình cảm thấy là giống như bạn coi ở đây á, là những cái cảm xúc này nó có thể là nó không có còn quá nhiều như vậy nữa. Đó, thì mình thấy là hãy đón nhận những cái điều mới tới. Mình nghĩ là ai đó sẽ tới với bạn một cái cách chậm hơn. Và cái chậm hơn này thì nó sẽ tốt hơn. Nó sẽ tốt hơn. Nó sẽ từ từ để khám phá nhiều hơn. Và bạn có một cái sự khởi đầu mới rồi. Bạn sẽ có được những cái điều mới rồi. Bạn có những cơ hội mới. Còn cái tình huống hiện tại bạn đang mắc phải trong mối quan hệ này thì nó đang cũng được cải thiện luôn. Nó đang cũng được gọi là tình huống này nó sẽ được cải thiện. Giống như tình huống này nó sẽ được, nó dần dần sẽ chìm vào quên lãng, nó dần sẽ rời đi. Nó sẽ có cái cơ hội để bạn bắt đầu lại từ đầu. Đó. Và thật sự thì mình thấy là sẽ có cái cuộc gọi trong cái câu chuyện này, trong cái câu chuyện tình cảm này. Cái câu chuyện này mình nghĩ là nó nên được đối diện, nó nên được nói chuyện rõ ràng với nhau. Tại vì mình vẫn cảm thấy rằng là nếu như mà còn mắc kẹt trong này thì cái cảm xúc nó còn quá mạnh mẽ, mà cứ né tránh hoặc là cứ không có đối diện, cứ ép buộc mình vào những cái suy nghĩ này, nó cứ lặp đi lặp lại như vậy thì nó cũng không tốt cho bạn. Điều đó nó sẽ khiến bạn trở nên suy nghĩ quá nhiều đến mức mà bạn muốn bệnh. Đó. Thì mình thấy rằng là câu chuyện này thì nên như vậy. Bạn nên đối diện với người này nó rõ ràng. Chứ cái tình cảm này nó còn nhiều lắm. Nó còn nhiều kiểu ghen tuông, kiểu uất hận, kiểu nghẹn ngào, kiểu không có được. Và cái người kia cũng đang buồn vì bạn. Người nam đang buồn trong cái câu chuyện này, cũng đang mắc kẹt. Nhưng mà họ có cái xu hướng rời đi. Vì mình nói với bạn rằng là không phải là họ không có tình yêu, nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì cái người nam họ vẫn là cái người mà mình cảm giác thấy là họ lý trí hơn. Và mình cũng cảm thấy là họ cũng hiểu được những cái vấn đề mà phải làm. Còn các bạn nữ thì trong một cái câu chuyện tình cảm thì bạn có một cái sự ghen tuông hoặc là uất hận, cái cảm xúc của bạn nó sẽ dồn dập nhiều hơn và bạn dễ bị, bạn mắc kẹt nhưng mà bạn rất là khó thoát ra. Còn người nam thì rất là, nó sẽ dễ hơn bạn, đó là như vậy. Thì cả hai cái năng lượng ở đây đều là rất là mệt mỏi, rất là khủng khiếp, rất là nóng nảy, rất là tình cảm nó rất là cháy bỏng. Đó, cho nên là coi chừng nó sẽ tự đốt cháy chính bản thân của bạn ha. Và nếu mà được thì khởi nguồn cho những cái tình yêu mới đến. Đó, là mình thấy như vậy. Rồi, ok, mình sẽ kết thúc giải bài này ở đây ha. Đây là giải bài chung, cho nên là nó không thể nào đúng hết với từng bạn. Cho nên có nhiều bạn xem giải bài chung nhưng mà không ra được giống như ý của bạn thì bạn cũng hay khó chịu. Tuy nhiên là nếu bạn cần thì bạn có thể xem giải bài riêng để ứng với cái cá nhân của mình hơn bạn ha. Rồi, mình sẽ kết thúc giải bài này ở đây ha. Hiện tại còn một quyển chiêm tinh học cơ bản thì bạn nào cần thì có thể inbox giùm cho mình. Hiện tại đang được giảm giá đó so với giá bìa. Rồi, nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trả bài sau.